Hello, tôi chị Hảo, xin chào anh em quay lại kênh của mình nha. Làm đây, tôi làm gì đây, Khang ơi. Ok, đây Khang, chúc em một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bên gia đình và người thân nha em ơi. Ok, tiếp tục quay lại cái hành trình xe ghi leo tấp súng của mình nha em ơi. Nhưng mà hổng gà, đây Khang làm cái hành trình xe ghi leo tấp súng này nó hơi lạ một tí nha em ơi. Là hôm nay đây Khang sẽ tiếp tục chơi với combo nhân vật full tốc bắn và full cốc chạy của Đê Khang nha mà. Hãy tiếp tục quay lại cái combo nhân vật đó là Alok nè, Luna và Dasa và Yota nha mấy. Đấy, anh em thấy không? Cái combo này tăng tốc bắn nè và tăng tốc độ di chuyển nè nha mà. Đấy, và tăng máu nữa nha mấy. Trời ơi, combo này khỏi, combo nhân vật này khỏi phải nói rồi. Thì clip trước thì Đê Khang làm về combo này kết hợp với lại 104 chiến tranh với lại 104 đôi mắt tử thần đúng không anh em? Thì mình đã test về một shotgun rồi. Thì hôm nay clip này Đê Khang sẽ test về súng tiểu liên, nhưng mà đó là khẩu MP40 leo và 8 tia chớp tử thần nữa mà. Ấy khẩu này tăng 2 tốc bắn. Anh em xem Đê Khang test khẩu này MP40 tia chớp tử thần tăng 2 tốc bắn với lại combo full tốc bắn xem như bắn như thế nào nữa mà. Ok, thì bây giờ chắc chắn sẽ vào video xem Đê Khang quẩy như thế nào. Ấy cầm khẩu MP40 này anh em xem là bắn điếc cái lỗ tai luôn nè anh em ơi. Ok, giờ muốn bay quay cuồng cái video thôi. Ai dài ơi, thì quay đến trận solo squad siêu kinh điển của WZ Đê Khang nha anh em ơi. Ấy tiếp tục map đảo sa mạc anh mà. Ai Đê Khang mỗi lần mà quay về cái clip bắn về cái khẩu cái combo nhân vật tốc bắn này Đê Khang rất chi là hào hứng. Ui, vừa nhảy xuống thôi cầm khẩu Thompson thì anh em cũng hiểu như thế nào đấy nhưng mà. Ok thì mình xuống mình lượm mấy khẩu súng. Trời khẩu AN-94 Đê Khang bị gì này? Ôi AN-94 đâu? Đây ok anh em ơi. Thì đầu video mong anh em cho Đê Khang một like, đừng quên cho Đê Khang một đăng ký kênh nha anh em ơi. Nếu anh em thích video này, muốn Đê Khang là về combo nhân vật này tiếp tục, anh em nhớ comment phía dưới và cho Đê Khang một like và đừng quên cho Đê Khang một comment nha anh em ơi. Hôm nay mình nhảy khu này là hơi hiếm đấy nhưng mà. Đê Khang rất là ít nhảy khu cái khu xương khủng long này nhưng mà. Dưới đây bắn nhau là ok, mình sẽ xuống. Sợ té súng nè. Té súng. Ui rồi, nói chung là sợ ca thì sợ ca đi em khỏi nói chạy chạy. Thì cái thằng kia bắn đau thế. Nói chung thì sợ ca thì khỏi phải nói rồi nhưng mà. Nói chung là anh em clip trước bắn về 104 thì Khang cũng test sợ ca cho em rồi. Hôm nay bây giờ mình sẽ cố mình tìm kiếm khẩu tiểu liên anh em ơi. Thì đầu game thì anh em cũng thấy Đê Khang cầm khẩu trên son bắn đạn. Ở đây MP40 đây rồi. Trời ơi trời đã thế. Đây có súng detect, có súng detect cho anh em xem rồi anh em ơi. 187 chắc. Ui cái thằng kia cầm súng nhắm nó bắn đau thế. Nó cầm M82B nhưng mà bắn gác phải cái đạn chứ. Ok mình bơm máu rồi đó. Nói chung là thì đầu video cũng thấy Đê Khang cầm khẩu Thompson bắn tóc bắn nó ra đạn cỡ đó anh em. Ơi không biết MP40 như thế nào nhưng mà. Khẩu MP40 này mình cầm khẩu đôi mắt nữa đây là khẩu level 8 á nhưng mà. Ấy vụ chủ hay việc anh em, khẩu này tăng 2 tóc bắn. Trời ơi là trời. Không biết test với combo nhân vật này như thế nào luôn. Ok ê thấy nào. Trời ơi trời cho bạn dùng Hummer cái gì rồi Đê Khang bắn nhanh được trên đó mà. Thì anh em thấy muốn tham khảo combo này anh em có thể dùng sử dụng thử nha. Anh em sử dụng nếu có ok, nếu có hiệu quả thì nhớ cho Đê Khang một like, nhớ quay lại clip của Đê Khang cho Đê Khang một like. Anh em trời Đê Khang chia sẻ cho anh em cái combo kỹ năng như thế này cho đẳng cấp đỉnh cao này luôn mà anh em không chia sẻ cho Đê Khang, không cho Đê Khang một like và đừng quên ủng hộ Đê Khang nữa, chết luôn nha mà. Chạy đâu mày, chạy đâu. Ui trời đạn nó ra kìa, nhanh quá. Thì không biết mấy bạn bảo sao Đê Khang thằng cái két mạng mình đấy mà. Mấy bạn bảo sao Đê Khang không bắn sờ ca đâu mà. Mấy bạn hay hỏi là anh ơi sao bắn sờ ca hoài vậy, thì mình thấy sờ ca nó mạnh quá anh em. Ngay bắn sướng cái tay quá nhưng mà không thể nào đỡ được luôn ấy. Ok để có gì clip sau thì Khang sẽ test những khẩu súng trường khác nha mà. Nhưng mà trận này nó có Đê Khang, trận sau thì Khang sẽ test. Ê chết anh em ơi, kéo ôi trời ơi nguy hiểm quá. Thì trận sau thì Khang sẽ test cho anh em khẩu súng khác nha mà, không cầm súng trường nữa. Ấy thì Khang sẽ cầm khẩu súng khác cho anh em xem, nhưng mà anh em nhớ xem hết video nha, đừng có tua nha mà. Sấy nè. Ok chết luôn anh em ơi. Trời giỡn mặt các bạn. Ui thấy nó nhanh kìa em. Nghe cái tiếng đạn tiêu liên anh em à. Mình thì mình đang chỉnh cái tiếng tiếng đạn súng tiêu liên đạn mặc định anh em à, chứ không phải đạn level 8 anh em. Mình để cái tiếng mặc định bắn cho dễ tí anh em ơi. Mình cảm thấy cái tiếng súng mới của MP40 level 8 anh em nghe cái tiếng rất là nhỏ, rất là ấm nha, nhưng mà cảm giác bắn nó khó quá. Cho nên mình để cái tiếng mặc định của khẩu MP40 luôn, bắn cho nó dễ tí anh em à. Ấy cho nó quen anh em lúc trước, tại vì đó giờ mình bắn MP40 đó giờ cái tiếng mặc định mà. Cho nên mình đổi thì ui đạn nó ra kìa nhưng mà. Nhanh quá luôn, không thể tin được luôn anh em à. Ok bây giờ mình xuống mình test MP40 cái đạn nè mà. Để cho mình xuống mình test MP40 nè. Đây thanh niên có một đen trước mặt anh em ơi. MP40 trong tay rồng bay múa lúc cái đầu ra đây. Ê chạy hả? Đi chạy qua đây bên phải này còn ngồi đây nè mà. Rồi mình chạy ra. Ui chạy ra ngoài bên phải này anh em ơi. Hello. Lú ra nè. Một viên của đầu rồi. Rồi sấy. Ok trời ơi nó nhanh kìa. Đạn nó ra kìa nè mà. Cái trên đây có người anh em ơi. Ê muốn chết hả? Ok từ để mình lút đồ cái mình lên sau bạn ơi. Bạn cứ ngồi trên đó bạn lút cái thính đi. Lút thính mở thính xong ra để Đê Khang lên lút đúng không? Để Đê Khang lên giết cho Đê Khang lút đúng không bạn ơi? Mà mình hiểu với bạn. Chà, nó bắn kìa nè, nó bắn kìa nè mà. Ghê đấy, ướt sôi dữ dằn vậy ta. Ok mình phải bên này
này mà. À, dưới mình phải chứ. Ok, xoay này. Ok, nó một anh em ơi. Ok, mình phải mày nào. Xoay luôn 14 cái đạn, xoay luôn. Ủa sụi, đạn nó ra nhanh quá. Gà đạn anh em ơi. À, từ. Xoay sụi, ba đông quá, ba thằng luôn. Ui trời ơi. Ok, gà đạn nào. Xoay nè, xoay bừa luôn. Xoay, xoay mất tiếng đạn luôn anh em ơi. Đạn nó ra nhanh quá, tốc chạy nó nhanh anh em ơi. Chắc bên ngoài có địch nữa. Trời ơi, nó cái thằng kia cover bên xa đó anh em ơi. Trời ơi, trời, đạn nó ra mất tiếng game luôn anh em ơi. Đạn nó ra không nghe tiếng đạn luôn, quá là nhanh luôn anh em ơi. Xoay, ok, trời, đạn ra nhanh quá. Ok, gà đạn nào, ok, lắc coi phải bắn anh em ơi. Ok, nó một anh em ơi. Còn thằng, còn hai nữa mà. Còn thằng áo cam, này, áo cam đầu tím với áo vàng nè. Cái áo vàng này đầy thì bắn tầm xa mày. Xoay luôn nè, ok. Trời ơi, anh em thấy cái pha này không anh em. Để Khang đứng ba thằng một chùm đấy, để Khang xoay 10-10. Mất tiếng game luôn anh em à. Mất tiếng đạn luôn, đạn nó ra nhanh quá, mất luôn anh em ơi. Trời ơi, trời, không thể tin được luôn ấy. Đồ quá trời, tốc độ bắn nó nhanh luôn mà. Ấy không, đạn nó ra là nói chung là một băng đạn chắc chắc nó trời, chắc 2 giây hết trơn một băng đạn mà. 28 viên nó bắn 2 giây hết trơn luôn trời. Ôi trời, đạn nó ra ảo ma được chứ anh em. Nhưng mà nhanh quá cũng mất lợi thế, có một cái là nhanh quá anh em nói chung là anh em không có điều khiển được anh em mà. Nãy anh em không có, nói chung là không có làm chủ được anh em, nhanh quá khó làm chủ lắm anh em mà. Nên đây Khang test rất là nhiều trận thì Khang mới bắn quen như vậy anh em ơi. Chứ nguy hiểm lắm, chứ không phải dễ chơi đâu anh em ơi. Ok, mình mua đồ cái. Ấy sao luôn cái địch em à. Ơi mày vô đây, mày vô đây mày. Ok, 140 xây. Trời ơi. Cho Gon cũng chơi không lại 140 cầm kỹ năng dòng phun tốc bắn anh em à. Ơi nó nhanh quá. Thứ gì mà chịu nổi anh em. Ok, cho mình bơm máu lên cái đã. Còn ai không nhờ, 11 kill rồi nhờ. Ấy xài. Còn ai không nhờ. Ấy có ai không? Ôi mình phải có định cho bắn mình kìa anh em. Bắn kìa. Ôi trời ơi. Ghê đây. Ok, cho mình nó bắn nhau, mình sẽ phóng lên luôn rồi. Lên nóc nhà bắn xuống. Trời ơi, sờ K3 chip mà bắn cái này thôi. Thứ gì chịu nổi anh em. Ấy xài. Ê gạt luôn. À nó bắn nhau anh em ơi. Không biết nó có gạt nhau hay không nữa, nhưng mà nó không biết nó có cover nhau, nó có kẹt cover nhau không nữa anh em à. À còn đây mình đã chạy lên. Ok, mình sẽ ngồi núp không cho nó thấy mình đi mà. Thì hôm nay mình mới quay cái bộ đồ hoàng gia thôi mà. Bộ đồ này mình kêu là bộ đồ hoàng gia cho nó dễ kêu anh em. Với lại chiếc xe với lại cái quả bóng keo anh em mà. Với lại cái hành động nhìn nó khá là hài anh em. Bộ đồ hoàng gia nhìn nó vừa hài mà nó vừa cũng vừa chất anh em ơi. Nó hài cái gì mà nó cũng hơi chất tí. Anh em có thể có đổi hiệu ứng luôn đấy, anh em không? Đổi đồ nhìn thấy không? Ấy vừa nhảy xuống cái đổi thành bộ đồ một cái quần màu cam anh em mà. Mà hồi nó đổi thành cái quần màu đen anh em, nhìn nó ảo quá cái đạn luôn anh em. Ok, mình sẽ bay qua mình giết này luôn. Đấy, đổi thành cái bộ đồ màu đen kìa. Là trời, nó mắc cười quá cái đạn luôn anh em mà. Đấy, nói chung là nhìn cũng khá là ok đấy. Nhưng mà giá nó hơi chát anh em ơi. Ui xồ, giỡn mặt với Gia Khang hả? Sấy luôn anh em ơi. Ai 14 kêu rồi, nhanh quá là quá nguy hiểm anh em ơi. Cái pha này bắn trong cái hầm kính bắn bốn bạn kia đã quá anh em. Em thấy mình sấy sướng cái tay luôn anh em nha. Ôi trời, mà có nhiều bạn bảo đi Khang anh ơi, test mà 10 giáng sinh đi. À, khẩu giáng sinh ta, khẩu tăng 2 tốc bắn anh em. Khẩu giáng sinh, khẩu tăng 2 tốc bắn giảm 1 độ chính xác đấy. Cái khẩu mà lâu rồi anh em à. Đấy, mình thôi cho nói chung mình test khẩu này luôn anh mà. Test khẩu level 8 luôn cho nó chắc anh em. À bên đây có một thằng nó lúc tính anh em à. Test khẩu level 8 luôn cho nó chất lượng anh em. Cái khẩu giáng sinh thì nó quá là bình thường. Ôi, chạy không kịp luôn mà. Ê cái này mà mình anh em đem theo combo chỉ nhân vật phun tốc bắn nè. Anh em cầm thêm cái khẩu mà khẩu VSS hoặc là khẩu M14 bắn như thế nào vậy anh em? À mình nhớ mới nghĩ ra khẩu VSS anh em à. À khẩu VSS 3 chip. Nó hút máu thì khôi rồi luôn anh em, nó ra đạn nó thì maximum luôn anh em à. À ok để trận sau mình sẽ test khẩu VSS luôn anh em ơi. Ok để trận sau mình sẽ lên test VSS luôn. Đấy trận sau trong video luôn anh em à. Anh em cho đây nhớ cho đây Khang một like, đừng quên cho đây Khang một đăng ký kênh nha. Rồi chờ anh em nào đang xem video trực tiếp thì anh em nhớ cho Khang một like, đừng quên một đăng ký kênh nha anh em à, giúp cho đây Khang trên cái sóng trực tiếp này, không phải trực tiếp anh em à, video công chiếu anh em. Đấy giúp cho đây Khang đạt được 200 like nữa mà. Ok cảm ơn em rất là nhiều nha. À để mình mua cái xua xăng anh em ơi. Ok và nói chung là bắn màu 70 map đặt xe mạng là thích quá nha mà. Ai màu 70 map đặt xe mạng thích thật. Ai màu 70 thì mình thích bắn map đặt xe bạc với lại map đã quân sự nha mà. Đây hai cái map nó bắn dễ. Đấy, còn khẩu map đảo thế kỷ thì Khang thích bắn khẩu chơi gold anh em. Đảo thế kỷ không nhận bắn chơi gold sướng nha. Nói chung là mỗi map nó có mỗi đặc điểm riêng nha mà. Ai có mỗi mỗi khẩu súng anh em nó bắn thích hợp với mỗi map riêng anh em. À, còn khẩu còn cái map đảo quân sự thì mình rất thích bắn 1-4 anh em, thật sự luôn. 1-4 bắn map đảo quân sự sướng lắm anh em à. Ok mình chạy lên đây mình sẽ combo mấy này nha mà, bò thu vô khá là đông. À, em sẽ đứng trên cái map đồi mình combo nó đây, lên cái nhà cho nó cam dễ hơn anh em ơi. Bò thu vô rồi đấy, su tơ săn luôn nha anh em. À, cái thằng su tơ săn mày thoát được với tao không mày, thoát được với đi Khang sao, thoát được đi Khang sao. Ok gạt luôn anh em, trời ơi giỡn hết cái mặt các bạn. Ok còn ai không nhờ, chạy lên đây tét cái đầu luôn. Ui trời ơi, gạt liền gạt liền. Ê, trời ơi 17 kill rồi anh em ơi.
để mình lút đồ cái đó mà. Ê, trời, nãy giờ mình chưa có chiếc xe đâu. Ai có chiếc xe rồi chứ, quên. À mình quên, nhưng mà chiếc xe mình đánh giá chiếc xe của cái bộ đồ nhân vật hoàng gia này anh em ơi. Ok, mình sẽ vô đây mình lượm chiếc xe cho anh em xem. Ấy trên mình đánh giá cho anh em mà chạy phải vừa chạy vừa cảm nhận chứ. Đây, chiếc xe này thì mình thấy nó đẹp. Đấy, đẹp độc lạ anh em, nhưng mà nó có một cái là cái tiếng xe nó không thay đổi, nhưng mà mình thích, mình muốn cái tiếng xe nó thay đổi một tí, nó nhỏ hơn một tí, nó không kêu e e như tiếng xe này nữa mà. Ấy, y hệt chiếc xe mặc định nó kêu e rất chi là điếc lỗ tai anh em ơi. À đông nha, cái cụm nó đông nha anh em mà. Ok, mình sẽ công mình từ từ mình giết hết cái cụm luôn anh em ơi. À đông, mấy này thủ, mấy này bắn thủ anh em ơi. Mấy bạn này không dám công anh em ơi. Ôi trời, đạn tự gây cái đầu kìa anh em ơi. Đạn ra tự nhiên dính vô đầu kìa. Gạt luôn. Ok, gạt luôn anh em ơi. Trời ơi là trời. Thì mình đánh giá chiếc xe này nó kiểu như 8-9-10 thôi nhưng mà. Đấy thì mình phân tích chiếc xe màu cam của mình hơn. Chiếc xe màu cam của mình tăng 2 nó chạy anh em ạ. Nó cái tiếng xe nó thay đổi, nghe tiếng rất chi là ấm anh em ạ. Ok sấy luôn anh em ơi, nhưng mà chiếc xe này đẹp quá. Cái xe gì nó khá là độc lạ bình dương nhưng mà. Ok đặt kéo anh em ơi. Ui giời, như cá luôn sấy. Ok thằng kia bị bắn nóc anh em ơi. Gạt cái đặt kéo KS anh em ơi. Trời ơi 20 kill rồi, sướng. Trời ơi đặt kéo KS luôn. Cái thằng bên kia bắn ai đấy. Mày bắn à, này thì KS hả mày. Ơi mình két mạng của nó anh em, nhưng mà nó két mạng mình. Ấy thì cái combo này quá là mạnh anh em. Ấy mình mong anh em nói chung là anh em truyền tải cái combo này thật là nhiều cho những anh em khác chơi chung anh em ơi. Ấy để cho anh em tham khảo combo này, chơi để cho biết được cái combo này mạnh như thế nào nha. Ấy mình thì mình thích cái combo này hơn là cái combo Oregon đó anh em à. Ấy con nhân vật Oregon mình thấy nó không ngon mà nhân vật này cái combo rồi rồi đó anh em. Ok mình chém nào, sấy nè. Sấy cho bò đây. Ok gà đạn anh em ơi. À này cầm chặt súng sạc. Ok đặt kéo. Ôi ơi sao what the hell, sau lưng nước kia anh em à. Quá cái đạn chưa đâu gái sau lưng vậy. Ôi nó mất tấm 1 luôn anh em. Trời cùng mấy thằng cuối luôn anh em à. Trời ơi tấp 2 luôn, quải cái đạn chứ 21 kill 8.6 chút tương anh em à. Ok thì bây giờ qua trận mới thôi anh em ơi, test trận mới tiếp tục anh em à. Ai trời ơi, trận đầu tiên hồi nãy là test súng thôi anh em ơi. Trời ơi, trận đầu tiên nãy giờ là giỡn anh em thôi. Trận thứ hai này mới gọi là bắn thiệt nè. Ui giời, Đê Khang nhảy sai rồi anh em ơi. Đê Khang nhảy trễ quá, chết rồi. Nhảy sớm nhưng mà nhảy không tới anh em. Ok trời ơi, bé vừa nhảy xuống mà lượm được hai con súng này. Vừa nhảy xuống mà lượm được 1.87 với lại cho gold nữa, thứ gì mà chưa nổi anh em. Ai trên đầu mình nè. À để mình lút đồ ra, lút giáp mũ cái anh em ơi, vô giáp mũ mới lên chơi được. Đây mình chạm mình rồi. Ê ok nó chỗ nó mình lút được chỗ nó nè. Ok bắn nè. Ok lắc ra nè. Ok lắc vô nè, gài đạn ra. Chết rồi anh em ơi. Đặt kéo. Ôi trời bơm máu. Ôi hên quá. Sống rồi anh em ơi. Trời ơi là trời gung quá, tim quá. Quái cái xe đậu thì chơi anh em. Mấy này nó làm mình sợ quá nhưng mà ai chắc nó bên kia kìa, nó bên ngoài kìa. Ok phóng lựu ra nè, phóng lựu ra nổ chúng hay không, phóng lựu nè. Ok nhảy luôn anh ơi, nhảy lên luôn nè, chúng không. Ôi 61 quá nhưng mà nó núp ở sau cái thùng đó, núp ở sau cái thùng mình nhảy lên tiếp anh em, nhảy lên bắn tiếp nè, nổ. Ôi hai thằng luôn anh ơi. À hai này bắn nhau khác team. Ok phát kêu ra, cơ hội la liếm anh em mà. À, cơ hội, đạn tự dí vô đầu luôn. Ui đã. Ở trên đầu game mình lút mấy khẩu này trước anh em à. Ấy thì mình chưa test khẩu cho gold anh em ơi. Ấy có gì anh em thích á, anh em nhớ comment dưới Đê Khang test những khẩu súng đây có phải đết rồi. Đê Khang nó nói với anh em trận anh Đê Khang sẽ test với đết đúng không? Đê Khang sẽ cầm với đết test cho anh em xem. Ôi xem mấy tóc bắn đẳng cấp như thế nào anh em à. Đây nè. Ui rồi. Mới có một chip mà mình không muốn ấy mà 40. Đây. Trời, nhân tố bí ẩn có 70 ship cho Đê Khang luôn. Cái này free ship anh em à. Đơn không đồng mà còn free ship nó thứ này thôi chứ quá đã luôn anh em à. Ok để mình loot ba cái đồ này, loot ba cái xu để mình nâng lên khẩu Vedas 3 chip anh em ơi. Đấy để mình mới được có 2 kill à. À để mình vô mình loot mấy cái đồ mình kiếm nói chung là cái dùng xanh. Ấy ôi cái đậu ga nó vậy. Ừ, đang loot đồ chiêu anh em à. Đang chiêu anh em à, loot đồ có đã như này mình nó phá đám chứ. Ấy thì mình cầm Vedas hai cái map dùng xanh này nó sẽ có cái gì ta, cái chip nâng cấp anh em ơi. Giờ mình đi kiếm anh em, đây có một chip anh em ơi. Ai vậy là được 2 chip rồi, mình vô mình mua thêm một chip nữa là quá ok. Ai vừa đủ 500 xu luôn anh em ơi. Trời ơi trời. Ấy để mình test khẩu Vedas này. Vedas này bây giờ thì nó rút máu không còn mạnh như xưa nữa, nhưng mà nó vẫn còn rút máu, nó vẫn còn rất là khó chịu anh em ơi. À nghe tiếng chân anh em ơi, trên đầu mình hai thằng nè. Cây trên nhà anh em ơi, để mình dùng cái bình hít tăng tốc chạy anh em ơi. Đấy mình thì mình không có đem cây ly cho nên mình tốc chạy mình chậm lắm, cho nên mình sấy. Ui sấy vô chân thôi mà cái thằng địch nó còn chịu nổi. Sấy vô chân thôi mà cỡ đó anh em à. Cái gì mà đỡ được anh em. Trời ảo ma cái đai chứ. Ok trên đầu anh em ơi, mình chém này. Lúng ra, giữ anh em ơi. Rồi lúng ra thì tét cái đầu luôn. Ơi nhanh quá nguy hiểm luôn. Trời ơi thứ gì mà đỡ được anh em nha. Ok để mình rút đồ tới đã. 4 kill rồi.
rồi ok, bây giờ hết đợt rồi anh em chắc chắn rồi. À, mình sẽ lụm cái khẩu lụm đụm cái chip anh em vô mua cái chip, mình dùng cái lụm cái giáp 3 mình mua cái chip nên là quá ok. Đồ mình full luôn mà. Đấy, đồ mình căng đét luôn em, giáp 3 mũ 3. Đấy, với đất 3 chip. Đấy, thêm cổng M40 nữa. Trời ơi, thêm cái combo này nữa anh em ạ. Thì cái combo nhân vật này thì mình thấy nó kém cơ động một tí. À, nhưng mà kém cơ động khi nào? Khi anh em chưa giết được địch thôi. Ví dụ như anh em đang chạy bình thường như thế này nè thì nó chạy chậm lắm anh em. Đấy, tại nó không có cây ly mà anh em chạy khá là chậm. À, cảm giác khá là chậm. Nhưng mà anh em khi combat anh em giết được một thằng địch nó sẽ tăng tốc độ chạy lên một chút. Ui. Anh em thấy cái trận đầu tiên nãy không, ngay cái chỗ hầm thính đấy, cái chỗ mà Đê Khang bắn khẩu tiểu liên mà 40 đấy mà mất tiêu tiếng đạn anh em. À để mình đỡ mình giết xong này cái mình nói sao mình. Hai ba thằng luôn mà. Trời ơi, test có cơ hội test với test. Bắn. Ui đạn nó ra, đạn nó ra kìa, nó nhanh kìa, ảo ma của anh em, ảo ma thiệt chứ. Rồi trời, đạn nó ra còn hơn khẩu 40, còn hơn như khẩu 40 luôn anh em mà. Cái tạch luôn anh em, như súng trường luôn anh em ơi. Đấy, nói như khẩu 40 thì nó hơi quá, nhưng mà nó bắn nhanh như súng trường luôn anh em mà. Ảo ma Canada luôn anh em. Còn một thằng anh em ơi, cái thằng này thì mình nhây tí cho vui nữa mà. Ấy nhây tí cho vui. Ấy xài, lũ đạn nè, nổ. Ê, chỗ đạn ngủ rồi. Trời ơi, nhây nè, xét cái đầu. Ok, bể đầu một viên anh em ơi. Trời ơi, giỡn mặt hả? Ok, ra đây. Ê, rồi ok, clear luôn anh em ơi. À, qua lại câu chuyện anh em ơi. Nãy mình nói về cái chỗ mà mình cái trận đầu tiên đấy, mình bắn nhau ở cái hầm thính, mình lia 4 thằng đấy, cái chỗ mà mình bắn khẩu 40 mà mất tiếng đạn luôn anh em. Thì cái lúc đó thì anh em thấy không, mình giết được một thằng, cái tốc chạy mình rất là nhanh nhưng mà mình không kiểm soát được luôn ấy. Rồi cái thằng ngoài xa nó cover bắn mình anh em. Nó bắn mình ấy rồi mình mới lắc vô đấy. Rồi trời, đạn nó cái tốc độ chạy nó nhanh quá, nhanh luôn anh em, cảm giác nó nhanh cực kỳ luôn nha. À, nhưng mà anh em cũng phải điều tiết nha, anh em cũng phải biết cái điều khiển nó lại nha anh em, mà chứ nhanh quá anh em chạy tùm lum la chết anh em ơi. À, nhanh quá chạy lum chỗ là chết luôn anh em, mà không có ổn đâu ấy chứ anh em cũng phải cân nhắc trước nha. Anh em nói chung là chơi bình thường đi, em có thể chơi tem 4 hoặc là chơi với bạn bè anh em test combo cái nhân vật này trước. Rồi nói chung là sau này anh em chỉ đưa hãy đi solo sùa quá cho nó quen anh em, chứ anh em cầm không biết, anh em cầm solo sùa quá thì nó hơi khó một tí. Mình thì mình anh em thấy ông Đê Khang này lúc trước thì Đê Khang chơi về Orion. Đấy, Orion là bất tử ấy, cho nên Đê Khang rất là nói chung là rất là nhờ vả về cái con nhân vật Orion. Đấy, sau đó Đê Khang mới đổi lại con Alok, nên Đê Khang phải làm quen con Alok lại. Nhưng mà lúc xưa Đê Khang chơi Alok rồi mới qua Orion. Ấy, qua Orion thì Đê Khang đã bị quen con nhân vật Orion rồi, đã bị quen cái kỹ năng đó rồi, cho nên Đê Khang đổi qua là Alok thì nó cảm thấy nó cũng hơi lạ một tí nữa mà. Ok, bắn nè. Ôi đi ra nè, đạn nó nhanh quá, hơi lạ một tí nhưng mà phần sau Đê Khang vẫn làm quen rồi nữa mà. Ngay Đê Khang đã làm quen được rồi. Đấy, nói chung là đã làm quen được luôn rồi anh em ơi. Không có gì nói chung là không có ấn lộn nữa anh em. Lúc trước thì còn ấn lộn nữa anh em à. Kiểu như gặp địch cái bật Alok lên. Trời ơi trời, hồi lúc trước anh em bật địch thì bật Orion lên để bắt tử đấy. Thì cái Đê Khang bị liệu, bật địch gặp địch cái bật Alok lên anh em à, cho nên cái thằng bị địch nó bắn chết queo luôn. Thì bây giờ Đê Khang đã quen rồi anh em à. Đấy anh em đã quen rồi. Thì cái combo nhân vật này mình thấy cũng khá là dễ xài. Nó chỉ có là anh em chỉ cần giết địch, bắn địch thôi là tăng tốc bắn, tăng tốc chạy rồi. Còn cái con Alok thì Alok này bình thường đúng không anh em, mình thấy có nhiều anh em xài Alok cũng có gì đâu anh em à. Đấy, cũng làm quen rồi, tại vì mình hơi khó làm quen thôi. Đấy, còn anh em thì mình thấy chắc anh em chắc làm quen khá là dễ đấy. Cho nên anh em có thể test combo nhân vật này nha, nhớ test thử với anh em ơi. Đấy, test thử thôi, ấy không được thì thôi anh em à. Thấy ok thì chơi thôi anh em ơi. Xấy nè, ok là keo anh em ơi, bên phải bên đây. À, còn trời là trời, có cái lựu đạn phá keo rồi, bạn làm gì tôi ơi. Bạn làm gì được tôi ơi, trời keo nát trơn luôn, cuốn làm đội sao mà cứu được không biết anh em à. Ok, chính kêu rồi, để mình vô mình di chuyển mình kiếm địch tiếp anh em à. Ấy sau lưng mình có cái xuôi xăng, nhưng mà xuôi xăng là sao á, nó sao á, nhưng mà bây giờ mình không kiếm, mình không quay gọi lại giết nó thì mình kiếm mấy thằng khác thì nó xa hơn nữa anh em. Ok, mất công anh em ơi, mình chạy mình kiếm luôn, nhưng mà mình có súng móc mà. Ấy xài ơi, đây lượm đồ từ từ chạy qua kiếm luôn anh em ơi. Thằng này như đang chỉ bo nữa mà, cái trên đà chỉ bo luôn thì ngon rồi. Ấy hai thằng chạy lại với nhau cho nó gần luôn anh em ơi. Ấy hai thằng vừa thằng kia vừa chạy bo, mình chạy ra bo nhưng mà ấy chạy hai thằng dễ gặp nhau nè. Rồi móc lên cái rồi, ấy mình thấy nó rồi anh em ơi. Đây mình thấy nó rồi, đây chúng mình đây nè. À cha cha, hello bác trẻ ơi, cha à, ghê đấy, chạy đâu chạy chạy. Ui ai khổ, với đất này có một cái nhược điểm là nhưng mà là hàng địch nó chạy là bắn khó trúng anh em. Tại khổ với đất này bắn đạn nó khá là liêu lỏng, khá là lỏng anh em, cảm giác nó đạn khá là lơi sao ấy, nó khá là lỏng sao ấy. Ok sấy, ok a à, giữ chứ sao, cầm với đất chứ anh em ơi. 17 máu rồi, bắn một viên là nó rút hết 10 máu anh em à, 15 máu anh em à. Bắn một viên 17 máu mà nó rút thêm 15 máu nữa là ví dụ anh em bắn một viên tặng 30 mấy máu anh em. Ấy ui rồi lưu đạn chết luôn, là anh em bắn một viên 15 máu nó rút 35 máu nữa. À, nó rút bắn 17 máu chứ, rút 15 máu.
lãnh được 32 đạn, 32 máu nữa mà. Trời, còn VDS này bắn đau quá anh em. Ví dụ như anh em bắn 32 máu một viên đi, anh em bắn cho anh em 5 viên, 5 viên hết là 150 máu rồi. Ôi, anh em nghĩ xem ra có 5 viên thôi. Ra có 5 viên thôi là nó nhanh cỡ nào anh em. Ra 5 viên thôi là anh em bắn 1, 2, 3, 4, 5 là gần 150 máu rồi anh em. Táp nhấp thì 7 viên là chết anh em à. Trời ơi, 7 viên chết một thằng anh em, ảo mai chứ. Nhưng mà anh em bị thằng nào cầm VDS bắn á, thì anh em nhớ anh em dùng bình hít nha anh em. Ê, anh em vừa bị bắn anh em vừa dùng cái bình hít nha. Anh em không dùng bình hít là hết mệt đó anh em à. Anh em rút máu anh em ghê lắm, chịu không nổi đâu. Ok, thấy. Ôi, đạn nó ra thế này thôi chưa. Thứ gì chưa nổi nha mà. Thì anh em muốn mình để khen leo về 70 tiếp tục. Ấy bắn về 70 test combo nhật này. Ấy với những skin súng khác á thì nhớ comment ở dưới, hoặc là để khen muốn làm về khẩu chơi gold hoặc là làm về UMP 1.5 gì đó. Đấy, còn khẩu 187 mình thấy nó không có hiệu nghiệm anh mà. Còn khẩu 187 nó không có hiệu nghiệm về cái combo nhật này. Say ok anh em ơi. Trời ơi, ấy chiếc sơn có địch, nó có địch. Trời, đau cái thằng nhóc kia. Ok, mình lui vậy nào mà. Lui. Gọi là trời đang bắn ngon lành thế này thôi nhìn kìa phá đám. Nó bay qua kìa anh em ơi. Trời ơi, bay nó là keo rồi. Ok, thằng kia đang cứu anh em à. Cứu rồi, té cái đầu. Ôi trời ơi, này thì cứu. Ok, gạt lé. Ok, chết nè. Ê, trời, gạt lé thôi nó cứu nha. Bên nó có đồng đội nó bên đó không anh em à. Chúng ta phải cẩn thận một tí mà nó cứu đấy. Đây, mình sẽ tập trung cái chân nha anh em ơi. Tập trung nè, bình tĩnh nè. Ê, bình tĩnh cái gì nổi anh em. Ok, nhảy xuống luôn mà. Bo đang chuẩn bị thu vô rồi anh em. Mình có một mình thôi. Mấy nói ngay cái khu trên cao đó mà mình chỉ bo khó lắm mà, cho nên mình sẽ quyết định chỉ bo trước anh em. Đây, mình sẽ quyết định an toàn anh em ơi, không tham kêu anh em, không tham kêu nha, quyết định chỉ bo trước. Ok, 12 kêu rồi, mình sẽ di chuyển luôn vô bo. Ấy anh em xem đề khen di chuyển lấy vô bo lấy cái top 1 mà đẳng cấp như thế nào nha anh em ạ. Ok, lui về cái chòi nè mà. Đề khen sẽ lên chòi cam bo nha. Chòi này ngon anh em ạ. Chòi này cam trên đồi khỏi phải nói rồi. Cầm thêm khẩu VDS nữa thì khỏi phải bàn luôn anh em. Ấy, ok, ngồi đây. Ấy, an phận ở đây luôn mà. Có ai trên không? Có ai chạy bo không? Mình như bắn nhau bên trái đâu mà bắn nhau bên nhà bên đây hay sao nè. Ủa bên nhà bên đây hay trên đồi ta? Hay là trên cái tháp ta? Trên nhà nó mới trên nhà mình thấy có một thằng anh em ơi. Đây, sấy. Úi trời, rồi chết chắc anh em, chết chắc không có nào thống được anh em ơi. Ấy, chết chắc luôn. Ấy, cũng máu nó rút quá thì cũng mày chạy đâu? Cứu nó rồi, chết luôn anh em à. Ơi, nó nhanh chưa? Có một thằng bơm máu anh em ơi. Mày bơm máu nè. Ok, 13 kill. Ôi trời, mấy anh đi không biết có đồng đội cứu không, cái lại có kim tim không anh em à. Chứ rút máu của này đâu mấy đi. Ơi trời, làm gì trời ơi là trời. Thứ gì mà đỡ được. 13 kill rồi nha. Mấy anh kia cho nó rút máu chết từ từ anh em ơi. Chứ bây giờ mà mình không gạt được rồi. Ấy, mình không có tập. Ôi, một viên vô đầu, hai viên vô đầu kìa em, phê chưa? Trên nhà có địch đi, trong nhà có địch. Ok, không ổn rồi. Mình sẽ lui về nhưng mà. Đây bên trái nè, nhìn nè anh em ơi. Này nó không rồi, nó đặt keo chạy đúng không? Ok, mình sẽ lui cái thùng này nè mà. Lui thời cái thùng này mình cam bo. Đấy, này nó sẽ chạy cố chắc chắn cái thằng chạy ra nữa mà. Đấy, anh em tin mình đấy, biết ngay bên em, tin mình đi anh em. Ok, gạt liền. Đấy, đặt keo sau lưng cái đã. Rồi, sợ mấy thằng sau lưng bắn lắm, chắc chắn là sẽ có mấy thằng sau lưng bắn mình. Ơi, chạy đâu vậy bé ơi, chết liền. Ôi, yếu máu rồi còn chạy bo, không chịu bơm máu đi, khen cho 2 viên, 3 viên rồi vô đầu chết luôn. Ai, tập trung. Ơi, gì đấy, trời ơi, làm gì thế kia. Ôi, mùi bắn nhưng mà áo ma. Ok, để mình gạt luôn, mình nguy hiểm lắm, mấy trong bo nó két mặn mình nữa. Ai, gạt luôn, rồi khổng VDS này gạt chậm đấy nhờ. Gạt yếu đấy nhờ. Ai, còn thằng nữa mà. Hình như còn hay sao ấy. Ai, hết rồi. Đây, để mình thấy 2 thằng anh em, 3 thằng anh em. Một thằng trong nhà với 2 thằng ở ngoài. Ấy, cho nên mình tưởng cho 3 thằng thôi, mình hàng gì nó hết rồi anh em ơi. Đây, mình chém mình. Đây, mình thấy rồi, nó không thấy mình nữa mà. Anh em cứ bình tĩnh mà sấy giáp nó. Trời, cầm với đét này đúng với kỹ năng sấy giáp của đi khen luôn mà. Nó thích hợp quá, nó quá trời thích hợp luôn. Đấy, nó thích hợp với lại kỹ năng sấy giáp của đi khen. Ngày này nhìn mình trái một thằng thế nào. Ê, chạy làm sao nữa. Với đét đó mà anh em bị bắn một viên đầu thì khó thế nào mà sống được lắm anh em mà. Bắn một viên đầu thôi anh em thấy mấy nhiêu người đó là chết liền anh em mà, anh em bỏ không cũng chết anh em. Ấy khó này mà sống được lắm. Ok, mình sẽ đẩy vô bo nha anh em ơi. Ấy là chạy vô bo thôi, xe ta bo qua những sảnh đường thôi. Thằng nào quay ùa về đấy, cái gì mà trái anh em ơi. Chỗ này. Ui này phải nhanh anh em mà, không ơi bị nó bắn anh em. Phải nhanh, quá đi khen mà chậm một cái là bị bắn liền. Ok, sấy nào. Ôi chậu đô lên. Giết này xong cái chậu đô anh em ơi. Ok, chậu đô nè. Ấy, tại mình nghe tiếng chân anh em mà, đẩy cái tiếng chân cái nào anh em. Biết ngay. Ui, đạn kim dưới đầu ác vậy. Đạn ác gì ta? Hơi ác nha. Ok, 21 kill rồi, còn 2 lần cuối thôi. Lượm 2 này 24 kill cho tròn luôn anh em ơi. Ai, 2 lần cuối này không biết ở đâu đây. Mấy này nó thủ kỹ quá. Anh thấy không anh em? Combo này thứ gì mà chịu nổi mà ai mà khắc chế được anh em. Bây giờ bất tử thì
ấn tượng thì mình thấy nó anh em ít người xài đấy, coi anh em tự giờ toàn xài với con Zatsu với con mệt lướt hai lần anh em, lướt tốc độ chạy đó, lướt nhanh dèo dèo hai lần đấy à. Với lại mình thấy anh em xài con đó thôi, nhưng mà chứ bất tử thì giờ nó phế rồi. Orion thì mùa sau cũng phế rồi, cho nên là Đê Khang đã kiếm được cái combo nhân vật này thay thế cho Orion bùng mùa sau nha anh em. Đấy chứ chơi con Orion hoài chết đấy anh em à. Không thấy mình nó mới sấy, trời ơi Đê Khang sấy hụt anh em ơi, trời ơi trời ơi trời ơi, mười bắn xài bắn đau thế, bắn xài bắn đau quá cái đạn được chưa anh em. Ok mình nhảy xuống bơm máu, ám sát chừng bên phải thì mình nữa anh em à. Còn thằng trong nhà, cái nhà bên phải, cái liều bên phải mình anh em, hay không biết có chạy ra ngoài sau hay không nữa, hình như nó không chạy anh em à. Không chạy thôi xuống mặt bên này. Ok sấy phải giết con này. Ok còn một với một thôi à, cầm với đất bắn luôn nha mày, bắn mấy viên câu máu nè. Rồi ok bên phải bên này ra sấy nè, té cái đầu. Ôi ta keo quá ta, tính gì tính đâu, ôi bay đầu luôn trời. Ui trời ơi, nguyên một con nguyên một cái hiệu ứng quá đẹp của mùa 2018 nhưng mà liệu lưỡi luôn. Ok video kết thúc rồi, cho video nhớ like, đừng quên đăng ký kênh hội Đê Khang nha mọi. Combo này quá là phê, quá là đã lắm mọi. Hãy tìm được cái combo này phải gọi là tìm mò kim đáy biển mới tìm được combo đấy, nhưng mà nó chơi ấy chứ em ơi. Ok ba anh em, chúc anh em một chiều vẻ nha, mà yêu anh em nha. 23 kill 9334 chất thương, nhưng mà hãy chơi cầm clip combo này sướng quá.